Thì lúc mà bác sĩ nhìn lên màn hình, bác sĩ cũng ngồi nghĩ luôn ấy. Bác sĩ bảo ca của mình phức tạp ấy. Hồi đấy làm gì đã có công nghệ tiên tiến là đi niềng răng như bây giờ. Hồi đấy mọi người làm niềng răng là hoành tráng lắm luôn. Thế xong rồi, thế là mình đi nhổ cái răng vậy. Hello mọi người, hôm nay là buổi sáng của cái ngày mình sẽ đi nhổ răng khôn. Mình vừa mới uống cà phê ăn sáng xong, thì bây giờ mình sẽ uống thuốc. Mình có rất là nhiều thuốc phải uống trước khi mà đi nhổ răng khôn. Từ bắt đầu từ ngày hôm qua mình đã bắt đầu uống cái thuốc này rồi để chống phù nề. Thì bác sĩ có căn dặn là buổi sáng trước khi đi khám cũng phải uống cái này luôn, 3 viên nha. Cái thuốc này nó có vị ngọt ngọt ấy, chắc nó bọc đường bên ngoài. Sau khi uống xong thì bây giờ mình sẽ thay quần áo để đi test Covid. Buổi chiều ngày hôm nay trước lúc mà đi nhổ răng thì mình còn phải uống một viên kháng sinh và một viên an thần nữa. Tại vì là mình có nói với bác sĩ rằng là mình rất là sợ nhổ răng ấy, mình không có ký ức đẹp về chuyện nhổ răng ấy. Thế nên là mình sợ đến lúc đấy mình khóc hay là mình dễ nảy lên thì bác sĩ không làm việc được ấy. Tự nhiên lại có tuyết chứ. Tháng 4 rồi mà vẫn có tuyết. Got it. Sapa này. Sapa. Mình nghĩ là mình sẽ âm tính thôi, bởi vì mình đã dương tính từ đầu năm rồi. Cách đây 3 tháng trước. Không có lý gì mà mình lại dương tính tiếp cả. Anyway, thì mình vẫn làm đủ thủ tục để trước khi đi nhổ răng đảm bảo an toàn cho các bác sĩ và y tá. Mình sẽ ra phòng FC ngay gần nhà để làm test Covid. Mọi người hãy đi cùng mình nhé. Mình đã làm xong test Covid rồi đây. Hôm nay có muốn nổ cái mũi rồi đấy. Tại vì là hồi trước là 3 tháng trước mình đã bị Covid rồi. Cái đợt đấy á, là cái tuần đấy là mình kiểu cứ 5 ngày mình test một lần. Sau 5 ngày mà lần đầu tiên dương tính ấy, mình đi test một lần. Sau đấy thì sau 5 ngày là ngày nào mình cũng đi test luôn. Thành ra là mình rất là hiểu, mình rất là quen với cái cảm giác đấy rồi. Nhưng mà tự nhiên ấy, kiểu sau 3 tháng chả làm test Covid nữa, tự nhiên lại đi hôm nay lại đi test Covid. Trời ơi, muốn nổ cái mũi luôn đó. Theo như mình thấy thì đây là cái chỗ mà mình, gần nhà mình mà mình thấy là test nó nhẹ nhàng nhất rồi. Nhưng mà không quen. Đấy, đi một lúc bạn về nhà mình coi này. Bà bảo là đây là nhà mình. Không biết là mọi người có trải nghiệm như thế nào với việc nhổ răng khôn. Nhưng mà hồi bé mình phải nhổ 2 cái răng sâu, mà không hiểu sao mà nó đau được như thế luôn ấy. Đáng sợ cực. Cái hồi mà mình nhổ răng ở nhà ấy, cái hồi đấy mình nhớ là mình còn rất là bé, khoảng lớp 2 thôi, lớp 2, lớp 3 gì đấy. Thì phải đi nhổ răng, bởi vì là đứa nào cũng sẽ có những cái răng mà kiểu mọc lẫy ấy. Hồi đấy làm gì đã có công nghệ tiên tiến là đi niềng răng như bây giờ. Hồi đấy mọi đứa làm niềng răng là hoành tráng lắm luôn. Thế xong rồi, thế là mình đi nhổ cái răng lẫy. Mình tưởng chết luôn mọi người. Cái nha sĩ hồi đấy làm cho mình mạnh tay dã man. Xong rồi mình khóc, quá trời khóc, mình chạy lúc tung ở trong cái clinic đấy. Mình sợ là bây giờ mà hôm nay mình đi răng nhổ răng khôn mình cũng kiểu khóc xong rồi mình chạy như thế. Người ta mà nhìn thấy mình panic như thế người ta sẽ không bao giờ làm ấy. Mình phải rất là bình tĩnh trong lúc nhổ luôn. Mong là mọi thứ sẽ ổn. Vừa đi test về thì trời tuyết mau hơn mọi người ạ. Thế cho mọi người xem nhé. Mọi người nhìn thấy tuyết không mọi người? Tuyết rất là mau nha. Nhìn lên hình như thế này nhưng mà ngoài là tuyết mau lắm luôn. Mình vừa mới ăn cơm xong. Sau khi ăn cơm thì mình có uống 2 viên an thần để gọi tâm trí nó bình tĩnh lại hơn một chút. Vì mình có hẹn là nhổ răng với bác sĩ vào lúc 3 giờ. Nhưng nhà bác sĩ thì khá gần nhà mình, thế nên là bắt đầu từ 2 rưỡi mình bắt đầu đi. 2 giờ mình sẽ uống tiếp một liều kháng sinh nữa.
Mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ anh Quang sẽ đưa mình đi nhổ răng. Trước gì mình đã thấy có các tác dụng của thuốc rồi mọi người. Mình buồn ngủ á. Đi thôi. Thế là đi chơi buổi tối đây rất là thoải mái. Kiểu gì cũng về tôi không đạp xe. Lúc nhổ răng thì bác sĩ có cho mình nghe nhạc. Bác sĩ bảo nhớ mang tai nghe xong rồi nghe nhạc đi cho đỡ cảm giác bị annoy. Sẽ đi ngủ đây. Miệng mình vẫn còn thuốc tê, thế nên là mồm nói nó cứ néo méo sang ở bên. Bye bye mọi người nhá, mình đi ngủ đây. Đã hết thuốc tê rồi. Bây giờ đang rất là đau luôn. Die inside luôn mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ăn cháo. Nhưng mình đang thổi cho nó nguội. Bởi vì bác sĩ bảo là nếu mà ăn cháo nóng thì sẽ bị nhiễm trùng ấy. Nhưng Ran Cho lại có thể đứng top 1 server. Câu trả lời là một tình yêu mãnh liệt của cộng đồng của tôi. Hello mọi người, mình vừa mới ở trong phòng khám bác sĩ đi ra. Hôm nay thì mình đặt mắc cài ở hàm dưới. Thế là từ nay là mình chính thức là cô bé răng sắt rồi đấy. Thì bên trên thì mình có nhổ một chiếc răng ở vị trí răng nanh này này, thì kéo hai cái răng cửa của mình ra bên ở ra giữa. Đã xong hai mắc cài hàm trên hàm dưới thì mình thấy khá là cân đối cái con mắc đó. Thì vậy là tháng trước ấy thì mình chỉ đặt hàm mắc cài hàm trên thôi, thì cảm giác nó hơi khô á. Bây giờ bác sĩ đặt cho mình thêm cả hàm dưới rồi thì trông nó sẽ tự nhiên hơn. Hôm nay siết chỉ thì sẽ hứa hẹn là tối nay về sẽ rất là đau răng và không ăn uống được gì. Bây giờ thì chúng mình đi về thôi. Nhà bác sĩ ở cái khu rất là chất lượng luôn mọi người ạ. Ở ngay cạnh viện Anh Valid luôn. Kiểu mọi người rất là nhớ cái khuôn mặt của mình ấy. Tại vì là hồi trước mình đến đây thì mình nhuộm tóc bạch kim. Sau đấy thì lúc lần thứ hai mình đến thì là mình nhuộm tóc ghi. Lần này mình đến thì mình nhuộm tóc nâu. Thế xong rồi mọi người là hôm nay mẹ lại nhuộm thay đổi kiểu tóc à? Cũng phải công nhận một điều là mình hay thay đổi màu tóc thật. Mỗi lần đi sang nhà bác sĩ siết chỉ lại cảm giác là rất là chill, bởi vì cái khu vực nó yên tĩnh ấy. Xong rồi nó toàn kiểu mấy cái nhà sang chảnh dầu dầu ấy. Mọi người nhìn đi. Kinh khủng luôn. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay đã là cái tháng thứ 4 mà mình đeo niềng. Thì hôm nay mình có thời gian mà ngồi đây để chia sẻ với mọi người về cái quyết định niềng răng của mình. Mong là mọi người vẫn đang theo dõi cùng mình đến tận giây phút này của video clip. Muốn chia sẻ với mọi người lý do tại sao mình lại làm mắc cài thường thay vì làm individual eye. Mình có kế hoạch niềng răng từ được đây 2 năm rồi. Mình cứ chần chừ ấy, mình nhìn chung là mình cứ chần chừ xong rồi Covid nữa. Năm vừa rồi mình mới quyết tâm là để đi làm răng. Đầu tiên thì mình vẫn muốn là mình làm individual eye. Mình individual eye bởi vì làm cái này nó cũng mọi người bảo với mình là làm khá nhàn ấy.
xong nó nhìn trông đẹp tự nhiên, xong không nó không bị kiểu xấu đấy. Thế là mình cũng mong muốn là có thể làm được cái Invisalign xong rồi đời không như là mơ mọi người ạ. Cái vấn đề của răng của mình nó khá phức tạp, thì mình có tìm đến bác sĩ này, thì bác sĩ này bác ấy có làm được cả mắt cài thường lẫn Invisalign. Thế xong rồi mình đến mình mới bảo bác là đây thì răng của mình như này, mình muốn niềng răng, cái phương án nào sẽ là cái tốt nhất. Chụp chiếu xong răng của mình, bác theo dõi một thời gian thì bác mới bảo là cái răng của mình nó phức tạp hơn là mình nghĩ nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy ở những cái video clip cũ của mình thì răng mình bị khớp khảnh ấy, thì mình nghĩ đơn giản là nó sẽ chỉ cần phải làm đều lại thôi, nhanh và đơn giản, có khi răng của mình còn không cần phải nhổ cái gì cả. Thế lúc mà bác sĩ nhìn lên màn hình, bác sĩ cũng ngồi nghĩ luôn đấy, bác sĩ bảo ca của mình phức tạp ấy. Mà nhìn trên cái phim thì mình thấy rằng là mình bị thiếu một cái răng ở bên này. Đấy là lý do tại sao mà hai cái răng thỏ của mình bị chạy sang bên này, mà thay vì là nó đúng cái nhân trung, nó đúng cái dọc mũi và nhân trung, thì bác sĩ bảo là bây giờ cái răng của mày nó đang bị chuyển sang về bên này, nếu mà mày không nhổ đi thì dần dần ấy tao nghĩ là nó sẽ bị méo mồm. Thì mình đã nhìn thấy cái việc mà mình có cái xu hướng, cái mồm của mình nó không có xu hướng thẳng từ rất là lâu rồi. Thế là mình quyết định rằng là đấy là lý do tại sao mà mình mong muốn đi làm răng, bởi vì mình không muốn kiểu về già càng dần càng già xong rồi nói chuyện nó cứ méo mồm, nói chung là xấu lắm, không chịu được. Thế là bác sĩ bảo là bây giờ nếu mày để Invisalign, mày thích làm Invisalign tao làm cho mày luôn, nhưng mà nó chỉ làm đều cái răng mày ra thôi, còn hàm mày vẫn lệch. Thì mình cũng rất là buồn. Thế mình bảo là ok thế được rồi, thế thì làm mắt cài thường. Invisalign mình sẽ không cài được cái chun và kéo cái hàm nó về một vị trí ngược lại, bởi vì làm như thế rất là phức tạp và cần nhiều lực. Hôm đấy bác sĩ cũng bảo là tao chưa biết làm nào đâu, tao chưa biết bây giờ phải làm cái lộ trình gì như cho mày, thế bây giờ mày cứ về đi, ngày hôm sau mày đặt lịch ngày hôm sau đến đây thì tao tư vấn cho mày. 2-3 giờ sau thì mình có đi đến lại bác sĩ. Bác sĩ bảo là thế bây giờ là đầu việc đầu tiên nhá, là đi nhổ răng khôn đi. Thì bên này bác sĩ niềng răng, nha sĩ thì không phải là nha sĩ nào cũng làm được tất cả các mọi thứ, thì có những cái nha sĩ chỉ chuyên niềng răng, là nha sĩ chỉ chuyên nhổ răng, nha sĩ nó sẽ có nhiều cái chuyên môn khác nhau thì mình cũng biết, nhưng mà cái bác sĩ ở niềng răng của mình sẽ không chịu trách nhiệm nhổ răng khôn. Sau đấy thì sau khi tư vấn răng khôn xong thì bác sĩ mới trình bày cái lộ trình trị liệu cho cái răng của mình sẽ kéo dài từ 20 đến 24 tháng. Nhưng từ 16 đến 18 tháng là đã nhìn thấy kết quả rõ rệt rồi, thì khoảng 20 đến 24 tháng này sẽ theo dõi, nếu không thì trong khoảng 16 đến 18 tháng là sẽ tháo niềng rồi và gắn retainer luôn. Bác sĩ xem hình chụp ấy thì bác sĩ biết detect rằng là mình hồi xưa hồi nhỏ mình bị nhổ một cái răng nanh ở đây, ở bên này, thì thế nên là quy lại thì mình phải nhổ một cái răng nanh ở vị trí bên này để cho nó đều. Thì sau đấy thì lúc mà mình nghe thì mình cũng hoang mang, mình bảo là bây giờ nếu mà nhổ cái răng nanh ở đây thì chắc chắn là mình sẽ kiểu bị rụng mất một răng ấy, và nó sẽ có như trông như bị sùn ấy, rất là xấu. Mình hỏi là thế bây giờ là có cách nào không? Bởi vì là tao không muốn có một cái khoảng trống ở đây nhìn trông rất là buồn cười, trông như thị nở ấy. Thế xong bác sĩ bảo là không, tao sẽ không để như thế, tao sẽ cho mày một cái răng giả. Thì đây chính là cái răng giả này đây, thì mọi người đã có thể nhìn thấy trên màn hình, đến đây chính là cái răng giả. Nếu mà mình cười to ấy thì nó sẽ rất là lộ. Từ lúc mà đeo cái răng giả này thì mình cũng kiểu tèm tèm lại, cái đeo mắc cài này nó sẽ đắt hơn là cái Invisalign, mà cái Invisalign thì đẹp hơn. Thế tất nhiên là mình sẽ không có lý do gì mà để chọn cái này thay vì Invisalign. Đây là chính là cái review của mình, niềng răng mắc cài xứ của mình. Nếu mà trong trường hợp mình chọn cái package mà niềng hai hàm đều ở mặt trong của răng thì chi phí có thể lên tới 7.800 euro, trong khi đó nếu mà mình làm Invisalign thì chỉ mất đâu đấy khoảng 2.600 thôi. Còn đợt này còn đang được sale 10% nữa thì còn rẻ nữa. Thì mắc cài xứ thì được cái là ngoài cái việc mà mình bị gắn một cái răng giả khiến cho mình tự ti ra thì nó cũng không quá lộ liễu, nó không lộ một tí nào đâu mọi người. Khi mà mình nói như này thì mọi người sẽ không có để ý tới cái răng của mình lắm. Đến mức độ mà mình đi làm ấy, đồng nghiệp của mình phải mất 2 tuần để nhận ra là mình đang đeo niềng. Hàng tháng mình sẽ đến thăm khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ vệ sinh lại răng cho mình, siết chỉ mài nhỏ lại cái răng giả. Từ lúc mà mình đeo mắc cài xong ấy thì cái mặt của mình nó cũng cân đối hơn, mình thấy thế. Mọi người cũng comment, xong cũng bình luận rằng là dạo này mặt cũng hóp lại. Rồi rất là vui nha mọi người, cảm ơn mọi người đã notice được cái việc đấy nhá. Còn một vấn đề nữa liên quan đến chi phí niềng răng, đó chính là chi phí niềng răng của Pháp thì sẽ không được bảo hiểm xã hội hỗ trợ. Mình recommend mọi người là nên sử dụng cái gói bảo hiểm sức khỏe mà mọi người mua ở ngoài, hay còn gọi là bảo hiểm Mutual ấy. Như là gia đình mình thì có mình và chồng mình cùng niềng, thì cả mình và chồng mình đều đã đi làm, thì đều đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe của cả hai bên hai công ty. Thế nên là hiện tại khi mà mình niềng răng ấy, bảo hiểm Mutual của cả hai vợ chồng đều hỗ trợ chi trả một phần trong cái quá trình mà niềng răng của bọn mình, thế nên là cái chi phí nó cũng giảm đi đáng kể. Nếu mà mọi người cũng đang cân nhắc về vấn đề niềng răng thì mọi người cũng có thể xem xét qua những cái gói bảo hiểm Mutual hỗ trợ tốt cho cái việc trị liệu về răng này. Video clip vừa rồi mình cũng đã chia sẻ toàn bộ cái quá trình niềng răng, quá trình nhổ răng khôn của mình. Mong là mình đã đưa lại cho mọi người những cái thông tin bổ ích về chương trình sức khỏe bên Pháp này. Mong là nếu mà mọi người có xem video clip mà thấy video clip bổ ích, cũng như là có thể áp dụng được nó vào trong cuộc sống của mọi người ở bên Pháp, thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like và subscribe kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video clip tiếp theo. Bye bye.